mới vừa lên tới Sài Gòn. Sáng nay là lễ tốt nghiệp, sẽ đến trường dự lễ tốt nghiệp ha. Bây giờ thì đi chuẩn bị đây. Cái này là gì ta? Bò xào
gì tùm lum á, như khoai tây. Mà hôm nay không có canh chua, ôi buồn ơi là buồn. Bạn Ki. Ê, nhìn nó dài thèm rau câu quá. Người mới vừa làm xong. Vậy là buổi lễ kết thúc rồi. Dạ, boss sẽ về nhà. Chúc các bạn cử sinh viên. Chúc các bạn cử nhân sinh viên năm nay cho sớm tìm được việc làm ha. Congratulations and good luck. Bây giờ về tới nhà rồi, giờ mà uống chết luôn. Cho nên đang uống xong Atiso. Thanh nhiệt mát gan. Thanh nhiệt từ thiên nhiên. Không chất bảo quản, không đường hóa học và không phân liệu.